Ok, chào các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn cách để mà đi heo sensor vào trong cái động cơ servo này nha. Thì nó rất là đơn giản các bạn. Chỉ là mình có cái bộ này. Cái bộ test nè. Cái bộ test IC xe điện nha. Nhưng mà ở đây thì bản thân mình chỉ xài đúng một cái chức năng, đó là dò heo sensor thôi. Còn sống hay chết nha. Chức năng nó chỉ là dò heo sensor, còn sống hay chết. Đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều nha, rất là nhiều chức năng, nhưng mà mình chỉ xài một chức năng này thôi. Trên YouTube á, thì một số bạn á, cũng chia sẻ cái cách để mà tạo ra một cái kiểu cảm biến như vậy nè, cực kỳ đơn giản luôn, nhưng mà chỉ khoảng 5-10 nghìn thôi, trong khi cái này bộ này mình mua khoảng 100-mấy chục nghìn nha. Bạn nào làm được theo những video như vậy thì làm, còn không thì cứ mua cái này về là xài cho nó gọn. Cái này thì mặt phía sau á, nó có một cục pin. Các bạn bỏ pin vô xài nha. Đó, hết pin thì phải bỏ thay pin mới. Khi có pin rồi á thì ở đây có rất là nhiều cổng. Các bạn chỉ xài cái cổng này thôi. Nè, cái cổng từ trên đếm xuống là 1 2 3, cổng thứ 3 nha. Cổng thứ 3 thì nó có giống như từ trên đếm xuống nè. Q2 rồi tới Q3 rồi tới HA nè. Cái dãy HA tức là cho cái cổng thứ 3 này. Cổng thứ ba này thực ra mình đã mò hết rồi á, nó có đếm pha đủ thứ hết nha, nhưng mà bản thân mình chỉ xài cái này thôi, mấy cái kia mình không cần. Thực ra cái bảng này là khi mà ai mà xài nhuần nhuyễn á, những cái bo điều khiển mà nó có vấn đề á, đưa vào test cái ra hết nha. Đó, gần như là ra hết đó. Có một công tắc nha, đó, công tắc nó làm âm xuống thì cũng hay. Ok rồi, thì sau khi đấu xong cái này ra nha, cái jack này chính là cái jack heo sensor nha. Cái jack heo sensor. Đó. Thì trên mỗi cái IC nó đều có cái jack đó, đó các bạn. Để mình lấy một cái mình ví dụ nha. Lấy cái mới ví dụ nha. Thực ra nói thì dài dòng chứ làm thì rất là nhanh các bạn. Mình làm sẹt nhanh hai cái trong chiều nay cho anh khách. Để hoài. Cái dây heo sensor này nè, đó chính là nó nha. Ví dụ như cái bo này các bạn đang nghi ngờ là cái heo sensor nó mình muốn kiểm tra cái heo sensor của cái động cơ động sống hay chết á. Đó, thì các bạn có thể kiểm tra bằng cách này. Thì dây này các bạn đút vào đây nè, đút vào. Đó, xong rồi động cơ mình nối hết nha. Thì trên dây á thì nó có 5 màu. Đỏ là dương, đen là âm. Thì trên con heo sensor nó cũng vậy các bạn. Đỏ là dương 5V, đen là âm. Còn ba màu kia tức là ba dây tín hiệu theo thứ tự ABC nha, ABC. Đó, HA, HB, HC. Thì đây các bạn phải đấu theo thứ tự giùm nha. Không theo thứ tự á, khi các bạn chạy IC nó sẽ đọc nó không được nha. Đó. Ok, thì cách dò như thế nào? Ở đây á mình đang lấy một cái chân này nè. Lấy một cái con này để làm ví dụ. Các bạn nhìn nha. Sau khi mình đấu vô hết rồi nha. Đỏ vô đỏ, xanh vô xanh. Ở trên cái bảng mạch này thì cái màu dây nó cũng y chang cái màu dây ở trên cái jack này. Ở đây mình băng lại để không cho nó chạm nè. Đó, các bạn đút vào, dò. Các bạn nhìn nè. Dò nha. Các bạn thấy nó sáng đèn không? Đang ở vị trí HB sáng đèn nha. Các bạn thấy không? Các bạn nhịp nhích lên nè, tắt. Nhích ngược trở xuống, sáng. Nhích ngược trở xuống. Một chút nữa nó sẽ tắt nha. Tắt. Nhích ngược trở về. Các bạn sẽ chọn cái vị trí khoảng giữa cái đèn nó sáng nha. Tức là khi các bạn dò. Cái này nó hơi vướng ha, bẻ xuống luôn ha. Đó, khi các bạn dò đúng không? Bạn thấy nó sáng đèn không? Vị trí này sáng đúng không? Các bạn dò xuống nữa. Nó tắt đúng không? Các bạn trả về vị trí, trả về 50% nha. Trả về 50% là nó ngay vị trí khoảng ở giữa của cái cực từ này. Nha. Chứ các bạn mà ở trên đây mới dò xuống nó mới chớp sáng lên là các bạn chốt liền chỗ này là sai nha. Không phải sai mà nó có khả năng bị lệch ra ngoài. Trong khi mình chấm keo này nọ các kiểu.
trong khi mình đưa nó vào giữa thì nó lệch chút xíu cũng không sao nha. Đó, đơn giản xong. Đó. Thì mình sẽ chấm keo lần lượt từng con. Đây là cái con này là con màu xanh. Thì các bạn thấy màu màu xanh đúng không? Các bạn thấy màu xanh dương ở màu 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 xanh lá cây á, thì nó sẽ là con heo heo sensor nằm ở giữa. Đó, HB. Đây các bạn thấy rõ ràng nó là HB sáng đúng không? Chứ không phải là HC hoặc là HA. Đó. Và ngoài cái vị trí mình dò theo cực từ nha, còn vị trí mình dò theo cái độ sâu nữa. Ở một độ sâu nhất định thì nó sẽ có tác dụng nha. Là như vậy đó các bạn. Sau khi các bạn chấm hết 3 con rồi nha, chấm hết 3 con nó sáng hết rồi, các bạn chấm keo rồi, ok rồi đúng không? Các bạn sẽ test lại bằng cách các bạn xoay, xoay cái trục nè. Các bạn xoay, xoay làm sao đó cho cái giống như mình chơi lô tô vậy đó. Khi các bạn xoay thì cái đèn này nè, khi các bạn xoay chiều này đi nha, thì mình ví dụ đi, cái đèn này nó sáng xong rồi cái đèn này nó tắt. Tức là cái đèn này nó sáng xong rồi cái này nó sáng xong rồi cái này nó sáng. Sáng lần lượt luân phiên nha. Xong các bạn xoay ngược trở lại thì nó đi ngược trở lại nha. Nó này nó sáng xong cái này nó sáng xong cái này nó sáng là ok. Không, như vậy là ok. Còn mà khi các bạn xoay vậy nè, xoay đúng không? Cái này nó sáng, cái HA nó sáng, xong nó chuyển qua HB, HC nó sáng, xong nó chuyển vào HB nó sáng, là các bạn đang đấu sai nha. Đang đấu sai, các bạn sửa lại. Nó phải lần lượt luân phiên như vậy á thì cái bo này nó mới đọc được nha, nó mới đọc được. Đó. Và do động cơ mình chạy 2 chiều cho nên các bạn khi test á phải quay 2 chiều nha, chiều thuận và chiều nghịch. Các bạn coi cái này nó sáng luân phiên ok hay không. Đó, sáng lên tắt, sáng lên tắt, sáng lên tắt. Khi các bạn quay ngược lại thì cái này sáng lên tắt, sáng lên tắt, sáng lên tắt là ok. Rút ra. Đó, chích keo. Các bạn xài keo này rất là ngon á. Keo nến nè. Rất là cứng luôn á. Chứ đừng có xài silicone nha các bạn. Silicone thì nó mềm mềm, nó không có cứng nha, nó không có chết. Còn cái này là các bạn chích keo nhiều vô. Ở trong ít thôi nha, ở ngoài những vị trí nào mà nó không có, các bạn cảm thấy mà nó không có có cọ quẹt vào cái gì đó, các bạn chích keo nhiều vô hai bên cho nó cứng lại. Có thể cái này á mình chỉ lấy được hai con hai bên thôi các bạn. Còn con này nè, mình sẽ cắt nó ra hoặc là mình lấy thêm một cái nữa nha. Tại vì cái này nó tiện, nó có sẵn dây ra. Còn hôm trước mình làm cho khách á là mình làm cái con rời các bạn, cái con này rời nè. Thì nó cực nha. Cái con rời thì cực thôi, không có gì chân, mà các bạn phải hàn nhiều dây nha. Trên ba chân thì nó sẽ có một chân tín hiệu, một chân âm, một chân dương 5V. À, các bạn phải hàn. Còn chân nào thì các bạn tra data sheet nha, tùy con. À, nhưng mà do cái này thì nó có sẵn rồi. À, nó làm sẵn cho mình. À, nó làm sẵn hết trơn rồi cho nên là mình không cần dò cái gì hết. Mình chỉ hàn dây vào, đút vào. À, thì cái này á, mình sẽ để chết trong đây luôn, tại vì nó không có vướng á. Ví dụ như mình cái này mình chỉ xài được một con thì mình cắt bỏ hai con này và mình bắn cái này vào đây cho nó dính cứng luôn. À, cái tấm POC nè, à, cái tấm gì ta, à, cái tấm này nè, giờ không biết gọi là cái gì. Ok, đơn giản nha. Làm lần đầu hơi bối rối nhưng mà làm lần 2, lần 3, lần 4 thì nó rất là đơn giản các bạn nha. Cứ như vậy là làm thôi. Tại vì cái con này thì cái đường kính nó lớn á, cho nên là giữa hai cực từ á nó gì nó rộng. Đó. Con này chỉ 8 cực từ thôi nha, giữa hai cực từ nó rộng. Cho nên là khả năng là mình không thể xài được cùng một lúc ba con này. Đó, mình không có bẻ, không có giãn nó ra được. Hoặc là mình sẽ cắt hàng nối ra. Mà để coi cái nào thuận tiện thì làm nha. Chứ ngồi mà mò mò cắt hàng trong khi tốn công nhiều, trong khi lấy ba cái làm xe xe xẹt xong thì ba cái ok hơn các bạn. Cái này không có đắt nha. Có mấy nghìn cái thôi nha. Đó, mình chỉ lại nha. Sau khi dây jack đầy đủ hết, à, đấu nối hết, ok hết.
co nhiệt nó lại để nó chống chạm chập nha. Trong cái bo, trong cái thiết bị kiểm tra này thì mình lấy từ trên xuống vị trí thứ ba là nó kiểm tra heo sensor. Mình đưa vào, các bạn xem nè, các bạn dò cực từ nha. Đó, bạn thấy sáng lên không? Dò nha, đó, đó, đó. Xong khi sáng lên đúng không? Các bạn sẽ đi xuống một đoạn nữa, coi khi nào nó tắt. Đi xuống nữa nó tắt đúng không? Các bạn trả về 50%. Đó, cái này phải khéo tay chút nha, trả về 50% xong ok đúng không? Các bạn chích keo liền, hoặc là các bạn làm dấu, các bạn đánh dấu, đánh dấu xong các bạn chích keo vô là xong. Sau đó các bạn sẽ quay cốt á, quay cốt trước á, cốt này thì quay được nha. May mắn là cái này quay được các bạn. Một số cái nó bị nó hít vô luôn một bên luôn nha. Mình vẫn quay được nhưng mà nó hơi khó, nó nặng tay thôi. Còn cái này do cái vòng bi phía trước á, cái bảng nó rộng vậy nè, nó chịu đựng lại, nó chịu lại luôn. Nó giúp cho cái rồ to nó đứng luôn, nó không bị hít vào một bên. Đó, quay bình thường nha. Đó. Đó, khi các bạn quay thì các bạn sẽ kiểm tra. Mình ví dụ nha, bây giờ mình đút vào đi. Chỗ nào nó sáng là mình quay cho các bạn xem nha. Đó. Cực từ nó sẽ thay đổi. Để đó, các bạn thấy để nó dính không? Bây giờ mình sẽ quay nha. Đó, các bạn thấy tắt không? Tắt tại vì nó chuyển sang cực từ tiếp theo nha, không phải của nó mà của thằng A hoặc thằng C. Đó, chứ không phải của thằng B. Đó, quay tiếp nè. Đó, khi nào mà trả lại nó đúng nó thì nó sẽ sáng lên nha các bạn. Tại vì cực từ nó thay đổi từ 1 2 3 mà, đâu phải cái nào nó cũng sáng đâu. Cho nên là đúng. Đó, nó tắt nha. Rồi nó ngấm luôn rồi. Tại vì cái này nó chạm nó hở ra. Ok, đơn giản là vậy nha các bạn. Đó, không có khó nha. Thực ra có một anh khách ở Thái Nguyên, Tiên Quang hả? Hay đâu ta? Anh khách chạy con này 72V kéo cái chiếc xe tải kéo hàng của ảnh á. Đó. Ảnh chạy, ảnh chia sẻ là ảnh xài luôn vừa ắc quy vừa mấy tấm pin năng lượng mặt trời làm cái mái che nha, rất là đỉnh. Nếu mà ảnh mà chạy được con này 72V kéo khoảng 1 tấn thì ảnh cũng rất là đỉnh luôn á. Nông dân nha các bạn, vừa chạy đi năng lượng mặt trời trực tiếp luôn á, mặc dù có ắc quy hỗ trợ nha. Đó, cho nên kho mình thì nhỏ. Nếu mà kho mình nếu mà nó có được cái dạng mà sân vườn hay là kho rộng á, mình cũng rất là muốn làm một cái các bạn, làm rất là nhiều nhá. Đó, dự án rất là nhiều, ý tưởng rất là nhiều nhưng mà có rất là nhiều hạn chế. Ví dụ về kho bãi. Nếu mà rộng rãi nữa thì mình sẽ cho mấy bạn thợ làm chiếc này chiếc kia, nghiên cứu để phát triển những sản phẩm mới á. Đó là cái xu hướng của shop nha. Chứ shop không chỉ đơn thuần mua đi bán lại các bạn, mà muốn tạo ra những cái sản phẩm có giá trị như vậy á. Đó, tức là hiểu rõ hơn về servo. Ok. Đâu ta? Định chia sẻ thêm mà thôi. Ok, đại khái như vậy nha.